Đã bao lâu chúng ta chưa gặp nhau ạ? Hôm nay bác sĩ Ngọc Anh nha khoa GTGT sẽ quay lại với chủ SK lâm sàng từ nha khoa GTGT và ca ngày hôm nay chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Là nhiều bạn sẽ thấy mình ở đâu đó trong cây lâm sàng ngày hôm nay, bởi vì có rất là nhiều bạn trong chúng ta có tình trạng là hô, chen chúc, răng lộn xộn á, và cười bị lệch, đúng không ạ? Chúng ta cùng xem cây lâm sàng ngày hôm nay như thế nào nhé. Chuyện của cô nàng ngày hôm nay là cô nàng đến bởi vì lý do là có hai cái răng cửa nó chênh ra. Các bạn thử tưởng tượng là cười thì người ta sẽ thấy cái răng cửa đầu tiên, đúng không ạ? Thì cô bé nói với mình là khi mà cười ấy, thì họ thấy ngay đập ngay vô mắt là hai cái răng cửa của em nó bị chênh ra phía ngoài như các bạn đã thấy này. Và hàm răng khá là lộn xộn như các bạn thấy từ dưới lên này. Răng này xoay, răng này xoay, răng này khảnh ra phía ngoài, và cô nàng còn bị cắn sâu, tức là hàm dưới nó lọt hẳn vô trong hàm trên. Thêm một cái vấn đề nữa mà cô nàng không thích đó là cười bị lệch. Bởi vì sao? Các bạn thấy bên này này, cười nấu lộ ra rất là nhiều, đúng không ạ? Bên này thì lại lộ ít hơn. Cười cảm giác bị méo, bị lệch một chút xíu. Và chúng ta cùng xem giải pháp gì dành cho cô nàng nhé. Vâng, muốn làm răng đều, cười hết lệch và hai hàm nó khớp với nhau đúng thì chỉ có một cách duy nhất thôi mà tốt cho răng nữa, đó là chính là gì ạ? Hãy comment ngay nhé. Và bật mí luôn, đó chính là niềng răng. Bởi vì chỉ có niềng răng mới giúp chúng ta giữ luôn được răng thật này. Hàm răng đều, hai hàm khớp lại với nhau đúng và cười đẹp, tự tin hơn hẳn. Chúng ta cùng xem coi cô nàng của chúng ta có răng lộn xộn, hô và cười lệch hồi nãy, kết quả niềng răng như thế nào nhé. Rồi, và chúng ta cùng xem này. Trước khi niềng răng rất là lộn xộn, đúng không ạ? Sau khi niềng chuyện gì xảy ra ạ? Hai hàm răng đều, hai răng cửa hết chênh rồi. Và quan trọng là lúc mà cười lên thì cô nàng cười bớt cười lộ nấu. Ở đây có bạn nào cười lộ nấu không? Nhìn rất là khó chịu, đúng không ạ? Thì cô nàng cười lên hết cười lộ nấu và hết lệch luôn. Tức là cười nấu hai bên không có bị lộ bên nhiều giống như bên này, giống như ban đầu nữa. Và sau khi niềng bạn cảm thấy thế nào ạ? Bạn có thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện của cô nàng ngày hôm nay không ạ? Nếu như mà bạn muốn coi một case lâm sàng về bất kỳ một vấn đề nào đó, hô, móm, lộn xộn, lệch lạc, thưa, hãy comment ngay cho nha khoa GTGT nhé. Chúng tôi sẽ làm rất là nhiều video về chuỗi cây lâm sàng để các bạn có thể thêm động lực để đi niềng và thấy được sự vi diệu của niềng răng, đúng không ạ? Và tôi, bác sĩ Ngọc Anh đến từ nha khoa GTGT, tác giả cuốn sách Nha sĩ Gia đình 5.0.